được tâm đức là thế nào? Lê Vy nở một nụ cười rất là tươi. Lê Vy nở một nụ cười rất là tươi các bạn ạ. Điều một cũng vậy. Đấu trên mạng à? Có vẻ như trận đấu vừa rồi không ảnh hưởng đến việc mà mình tâm lý thi đấu. Cũng giống như là mà tinh thần thi đấu của các thành viên team Lê Vy và Điều một. Ở bên đây Lê đang dẫn tiền mặt mà sao chiến thắng vừa rồi xong rồi thì cực kỳ chất lượng. Cái điều đó thì Lê đang cười y như một con đó. Sẽ lấy là dân, dân cho là thế hả? Thành viên đổi tiếng thì đổ Slay vào mà chết mẹ Slay đó chứ. Với lại Điều một bên kia để mang về đối cho mình cặp đồng cặp đè đến từ vị trí của Lê Vy. Có vẻ như Lê Vy đã sợ cặp đồng cặp đè của Sena rồi. Lê Vy đang dành một sự liệt mạng mày căng thẳng, một sự sợ hãi nhẹ nhẹ cảm dành tài cho liệt mạng của Sena. Trả lên cho mình cặp đồng cặp đè, cặp chăm cặp đi, cặp bi cặp bô, cặp bô cặp nhung. Anh em thích gì đâu đây, cặp hết mọi thứ, cặp rất nhiều. Sena, bộ xương gầy gò không biết là liệu có gánh tim được hay không? Còn đây là màn hình của bọn bò à? Tết. Cũng không. Còn à, còn đây. Còn ở nữa. Nếu liên quan cũng cả gì? Nhưng mọi người mở một cái gì? Mà anh đi này. Anh đi xì cũng được. Đi em không? Xì ra. Xì ngon hả? Cho mình luôn đó. Trận đấu này thì các thành viên KDP FPTC đã bớt lưu đi rồi. Đã bớt lưu rồi các bạn. AC được không? AC để đường được. Đã trả cho mình full god cùng với lại quái thú sáu đầu vú sẽ sử dụng được cho mình con đen nhau không? Lên ra. Rồi, bên đó đi. Này, bên đây đánh giá nè. Đây, bên đây đánh giá nha. Còn đây, Sena đã bớt cho mình vị tướng tên là JC. JC đã được lựa chọn để có thể điện mạng này khắc chế thần nào trong tay của địa một. Còn đây thành viên của TTC Bác Lan vẫn đang rất là bình tĩnh chờ đợi những cái pha bích tướng của địa mạng này Lê Vy và địa một để có thể phản ứng được. Đã bích cho mình Renga rồi. Đã bích cho mình Renga rồi. Còn U-God Kid, U-God Kid hiện tại đã có cho mình con U-God rồi. Dạ. Được phích thứ ba là gì đây? AC sụp bóng chứ nào giờ ngon ta. Được phích thứ ba. Có thể đây sẽ là một con phích đồ bi thương. Đánh được con bạc không? Được, bạc được. Con bạc cover con tên gà nữa. Có thể đây sẽ là một con phích đồ bi thương. Bạc được á. Bạc. Chuyển qua đây. Bạc đúng không? Để ta sẽ chuyển qua đây. Bạc ở trong thì sức rồi. Bộ đồ view thì sẽ không mở buôn màn hình được. Tại vì mở buôn màn hình sẽ không chuyển được bộ đồ view. Nên mọi người sẽ không chuyển được bộ đồ view. Bạn nào không có trong tiền thì quýt đi dùm nha. Cảm ơn Dương, cảm ơn anh nhiều cái bạn đem điểm gì bác? Mình đồ view là không chỉ được mọi người. Đem điểm gì? Đổi bích à, đổi bích sợ bích kia. Một là sắp phép, hai là hồn người. Mình kia móc nhiều quá thì thôi vậy. Thôi đem hồn vậy, đem phép. Thôi đem hồn vậy, đem hồn vậy. Nhưng mà cầm kiếm sức rồi. Chứ không nên ra lắc nó nhảy chết liền rồi. Hồn vậy ra. Rồi hồn vậy, hai là cái sầu vậy. Tùy mày. Tất cả các giải đấu. Sắp phép cũng rồi. Mọi kiếp sợ cho tất cả các giải đấu. Đa số là đánh sắp phép. Điện một đang rất là căng thẳng khi mà biết được là người đồng nghiệp bên kia Batman, người đồng đội cũ, người mà anh ta đã từng xuất ra khỏi vị trí điệp mạng này chính thức của Team Emot đã lấy cho mình một game tiền. Điện một đang cực kỳ căng thẳng và được tiếp theo như là em chưa được cùng có dây cảm ơn Y bảy nha, cảm ơn em nhiều. Có dây dạ mà nó sai, cảm ơn em nhiều. Gà gắt ngon á, gà gắt ngon á. Xếp không? Sao? Gà gắt em nhiều đây lắm. Gà gắt được. Tầm mắt lay. Được. Quá. Mệt quá. Mệt quá mọi người ơi. Chị Du cũng con. Bạn này hết kinh nghiệm hơi nhiều nha anh em. Ba bóng tình trong táo á. Là nó tự qua luôn. Chị Du cũng con á. Ừ. Ê, nếu mà coi vậy thì ba bình luận đâu có được cho ta. Bình luận team của bên kia đâu được. Nếu mà coi vậy là ba sẽ bình luận team bên kia không được nha. Ba chỉ coi góc bình luận bên kia thôi. Tại vì nếu ba bình luận như là góc nhìn của Lê Vy là điện một thì mà đây thì bị lộ chiến thuật của bên kia và bên đây sẽ bị coi như là đá mắt, cho nên anh ba xin phép là mọi người là anh ba chỉ lâu lâu ba chỉ tiêu qua được cái góc nhìn của bên review của Lê Vy và điện một chút xíu thôi, chứ anh ba không bình luận nhiều về cái mặt sao hết là di chuyển như thế nào anh ba chỉ bình luận bên đây thôi. Mày cho nó học kiến thức có thể chứ không thôi thì mày lại nói với ba là gần gà bót á, 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 gần gà b
Ok, Senna đã có cho mình em Tú mặc Tú để đấu đầu. Và đây, trận đấu vừa rồi chỉ là một trận đấu giao máy nó nhất, giao thủ nhẹ thôi. Đây mới là trận đấu chính thức mà team Levi Địa 1 sẽ dành cho team Academy SBTC với một cái đội hình giao tranh động cực kỳ chất lượng. Và Địa 1 đã có cho mình trong tay đó chính là Yasuo cùng với lại Levi là Fiddle. Một đội hình cái đội hình đó chính là, cảm ơn em. Để vui màn hình nó tắt được ạ. Có không? Gần ra đi quá mặt đây, gần ra quên mất mặt lắm á. Sao không tát được? Dành cho anh tát, dành cho anh tát. Hiểu không? Nó để chung một cách may, không có được mà làm gì được. Anh nắm dành cho anh tát anh ba. Dành cho anh tát là được. Anh mở to lên, rồi dành cho anh tát. À, đó, anh mở chưa hết luôn. Ok, ok, ok. Bỏ qua luôn. Ok, 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 ok. Ok, 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 tập mạng luôn. Game này là bên được. Mọi người mở một tát ủng hộ anh Thịnh nha, cảm ơn. Ủa, bên kia đi. Nghe 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 đầu tàu dẫn dắt nha, đủ má đêm trước con để mà nghe nha. Anh xem là mấy bạn xem hướng đi gần rồi các chị. Mở nhiều cửa sổ à. Cũng vậy à. Để mà thử tắt ra nha, để mà thử tắt ra nha. Trời ơi, boss lên anh chơi quá đủ nguyên địa muốn gì mình cũng được. À, phải mở nhiều cửa sổ nhưng mà con tắt cái này thì nó hơi khó nha. Con tắt cái này nó hơi khó á. Nó cong nó. Ờ, nó cong quá. Mày xin biết thôi. Nó cong quá. Mày xin biết thôi. Cảm biết lên phát cho mày xem. Em bọc tim không? Còn con quá đó. Còn biết thôi. Vì bạn game này di su nhỏ quá. Còn gì? Còn con tiền sức là chắc là hết cho mình chơi game luôn. Gen ga bót nó nè. Game này nếu mà ba tiếp tích chạy qua lít. Mọi người ơi, ai mua tải bình lít chấm gờ gờ này. Mọi người có thể tải bình lít chấm gờ gờ nha. Cái bình lít chấm gờ gờ này rất là thông dụng cho các bạn nào mới chơi Liên Minh Huyền Thoại và đã chơi lâu rồi. Thì các bạn có thể tham khảo được những cái bộ kêu, những cái điện thoại này, các năng điểm, cấp này nọ khác thứ dành cho mà những các bạn. Nên các bạn có thể tải cái bình lít này để năng kêu, năng điểm, những rồ player giống như là Lê Vi, Địa 1 này nọ các thứ, tất cả các cam ở đây. Tất cả các việc mạng mạng rang The Play, Brazil, NA, Korea cùng với lại Ose, Thổ Nhĩ Kỳ, Borussia và Brazil. Đấy, đó các bạn có thể tham khảo trên đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Thì trận đấu chúng ta đang trong cái giai đoạn chờ game. Giờ đây chúng ta xin được phép đi hút thuốc một xíu. Hút thì xíu một xíu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không, đĩa nó đúng rồi. Đủ rồi, hồi nãy boss em chơi mấy ông uống nhiều không được. Không đánh ai đánh. Gì gì rồi chi chi rồi đánh đánh custom rồi còn chi máy nữa. Chi máy. Thằng này vừa đánh vừa tay tới ngoài coi mà trời. À, mình kia không có xem game đâu. Vô kìa, vô kìa. Được chưa? Nóng quá vậy. Mày chưa? Mày chuyển tiền hết chưa? Xem nóng không đi biết. Chưa chuyển tiền hết nữa mới có tư lên nè. Đụng má kèo chết rồi, kèo chạy hả? Anh đứng chắc đụng, anh đứng chắc đụng. Còn mấy kèo kia chết hết rồi. Dạ. Ủa, nó 5 kèo kia chết rồi. Giết hết, giết hết. Con này lên đường sao Bảo? Con này lên đường sao? Giáp liệt sĩ hả? Lên thẳng cái bóng đó luôn. Đụ má lên đầu gì cục xúc vậy? Đụng đẩy con nó cứ làm gì đẩy mà. Con này đang mà. Lên cái quân bài không chết hồi nãy. Lên đi coi đi. Ok lên. Qua luôn không? Bên kia luôn. Bên kia 4 đứng đi trước. Bên kia 4 đứng đi liền. Lôi 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 lôi. Bọt đi chết này. Cắt người nha. Khánh mùi nhìn nào. Anh mới nghe mát ra để bình nhiên rồi cậu có thể nhìn rồ view để bình nhiên có thể bình nhiên. Khánh mùi nhìn có như túng túng người rơm không? Nè nè nè.
dương miệng trước. Ui giời, ai nó ở đây nè. Nó chúng nó. Tôi lấy ta trở lại. Tắt con mẹ nó tiếng luôn rồi. Dương miệng là cái lòn này. À cái này. Cái này nha, cái này nha. Không, nó không, nó. Ai cầm đúp trước đó nha. Con từ tốn hơn là nghiêm nấu nữa. Mệt quá rồi. Không cắm nổi đâu nha. Nha. Từ này nha. Cầm đúp trước đó nha. Nó bóp nhiều như vậy. Né đâu ra, né đâu ra, né đâu ra. Kèo đối đầu này chúng ta chỉ cần người mà mình chạy rồi. À, đã có một pha đổi đường đến từ vị trí của Niệm không? Có một sự đánh đúng nhẹ. Thôi là cái tay bên kia. Địa một đang dành một sự tôn trọng nhẹ nhàng. Thôi ra đây. Người anh. Người anh cũng như người đồng nghiệp của mình. Cảm ơn anh đang đứt. Để có cái liên nha, bóp đủ cái gì nói. Rồi. Ra đây. Sao thương. Ở trong bộ này có một cục đó nha. Chắc lại đô nét cho anh ta. Ok, lương Bảo Lâm nha. Ok, lương Bảo Lâm. Để mà chắc lại cho đô nét lương Bảo Lâm. Em này, FPTC em gửi 3 củ nha, tính luôn em 1. Ok, Bảo Lâm nha. 3 củ. 3 củ cùng với Tư Linh là 2 củ và 5 củ. Cùng với là Tấn Hà hỏi 10 củ. Là 15 củ tiền việc mạng này tiền tươi. Tiền này là xác định không? Ở bên đây thì Sao Thương đang việc mạng này. Anh bó rồi, anh bó rồi. Cho đã lên đột không lát nha. Mà vừa rồi thì đã có một tình huống. Anh em đứng xe bỏ anh em. Cặp đôi đường dưới. Chế này có đi đâu xe bỏ. Đã phải nằm xuống. Cảm ơn Tiner, cảm ơn em nhiều nha. Đường dưới đã phải nằm xuống rồi. Phích đầu không lát, phích đầu không lát. Đang khá là thọ. So với lại địa một bên kia, địa một cũng phải nằm xuống. Và đây có do điều này là do mọi người ơi thông cảm nha, mà mình phải chuyển qua chuyển lại cho nên được nó hơi bị một chút xíu, thật sự sẽ hơi bị heo, có thể là điều này bỏ luôn cái một đầu kia này chúng ta vô được mình trận đấu kia để bình luận nó được tốt hơn đó. Mọi người có chậm một xíu nhưng mà để bình luận nó lại này ngon hơn nhiều. Anh nói thiệt, anh có nghĩ là điều này như vậy chứ hợp lý. Vừa rồi Đây quả trận đấu của đội luôn. Kiếp đang hại liệt mạng này, chống chịu có sát thương liệt mạng này cực kỳ nhiều. Và điểm 1 đã có cho mình cái màn tiếp theo, 2-1 quá xanh sao dành cho con da xuống. Cảm ơn em mình đã donate cho anh ta, cảm ơn em. Càng tuốt lòm luôn. Trở về tại vị trí đi đơn nhiệm vụ do Sina. Sina đang hiện tại các bạn liệt mạng này phải như vậy nè. Rồi liệt mạng ta sẽ nhìn những map và ta sẽ được bình luận càng nhanh càng tốt. Có thể bỏ cái này được phải không? Cảm ơn một chút, cảm ơn em nhiều nha. Không vô được rồi. Tại vì tạo dưới nãy cho nên còn này nó không thể đấu được. Không thể đấu được. Không có bạn. Tạo ra cho ba lần mình không thắng nha. Ê, anh Tí có vô chậm không Tí? Không, không em nha. Em vô chậm rồi. Thì nó là thằng bạn. Có thể các bạn đã luôn rồi. Có thể các bạn đã luôn rồi. Không, chị kia không mất nè. Trận đấu giờ đang làm
dành cho các Lê Vy. Lê Vy giờ đang Lê Vy đang cực kỳ xuống bó nè, xuống bó nè. Số cả nhà là 203. Cái lồn mẹ nó mạnh vãi cái lồn. Lại đánh nhau liên tục rồi. Kiếp lại có hải nằm xuống rồi. Rồi 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 rồi. Thôi đánh bó không à. Đánh nhau được mà mày liên tục. Được, mạng được, có liên tục. Lại, 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 lại. Cái đồ đó là Lê Vy, Lê Vy được rồi. Cái này đã không có chơi. Sao nè? Tại em muốn lắm. Chào mình. Bé Tè. Trận này bé Tè không có bàn là con tướng cao cho lợi ích thực. Bé Tè chỉ sử dụng hai Canio, một con tướng là thầy gì lấy á. Về lấy. Đồ mẹ, nhiệt nhẹ ai cũng chọn mà là nhiệt nặng ai làm. Đã áp thế U có kiếp rồi nhưng mà U có kiếp đã là này đó rồi. Thì U kiếp có còn sống hay không? Một là người có được cái bàn đó. Đụm lên, đụm lên. Phía đâu? Say đi Lê Vy đã 7 năm xuống sao mai. Ờ, đó nha. Lê Vy trong gầm vừa rồi của Lê Vy. Anh em mình lấy con rồi, anh em mình phan ra. Ừ. Đây là một con có một chỉ số cao nha. Cực kỳ tốt. Có, để mình xem, đây mình xem. Lê Vy và Điện Bồ đang cho thấy đâu mới là biển này. Đang chết luôn rồi. Rồi. Có vẻ như là sao trận đầu thì đây là một cái trận mà chạy đi, chạy đi ba, chạy đi ba. Một pha ban dụ, hiệu trưởng Sena đang phải bỏ chạy, đã bỏ chạy được rồi. Lê Vy đã bay nhau,
nhiên có một ma thuật nụ ẩn chất lượng đã xuất triển được cho mình địa ngục theo ma ăn mừng của Sena. Lẽ non quá, đó là đời muốn gặp đĩa sợ. Trời ơi, cái đời Lê sợ anh đĩa. Giao tranh liên tục. Chứ sợ cộng đồng chỉ chết cái quay lên của mình à. Không có Lê ơi, cái nó cái nó đúng Lê ơi. Lê sợ anh đĩa. Bốn tiếng đồng hồ mình lượt. Từ 8 giờ chiều, từ 8 giờ tối tới 12 giờ khuya. Kệ chú chi nè. Đã ở cái mức giới hạn rồi. Nhưng vẫn không có những cái đô nét nào hỏi để hỏi cái đánh giá tinh thần của mình đi chung. Một pha lao vào công của trong ta lần. Còn một cái kia bỏ lòng lê đậu má. Rồi mất hết tung thôi. Rồi chúng ta đang theo dõi được vào đồ biêu của Tây Nam. Người đang có diễn xuất đây là 1 2 3 4 bọt này 4 bọt này 16 12 Hai bọt chào bảo chưa vô bảo chưa vô đâu vô chưa đó tôi cũng mày mà chạy bảo coi nó bò luôn kìa liều bò bò có chạy được hay không chú tao bảo Lê Vi đã tấp tiến lên nhẹ bò đã có mặt qua đôi chân của đôi mặt bét lên cùng với là chơi nha đã phải nằm xuống Lê Vi cùng với tiền đưa đồng rồi đang áp đảo hoàn toàn đấu đã xua được rồi đấu đủ các cung mà đã đưa đủ rồi đơn xua được chưa được cảm ơn Dung đơn xua được trận đấu có điều là tiến tới trận ba cái đầu má ơi cái gì em gắn gì em gắn chiếc ai vậy làm ơn đừng làm khó cho em nữa cảm ơn tí do chú ơn em ê anh em mình bể nhà mới thôi nha. Thất bại từ khi nào mình từ bỏ mọi cố gắng thôi. Đâu nay mời giúp đó. Ừ. Thất bại trừ khi mình từ bỏ mọi cố gắng. Mình còn cố gắng là mình chạy được. Ủa anh Tú nè. Chạy Tú ơi. Trời đụng mẹ cho chó hiểu. Chạy lại đó. Con thấy đi em ơi. Nhắm nhau đi rồi. Tiểu Lê Vi đang bị phà mày đại Lê Vi bắt trong rừng. Bắt trong rừng. Rồi dưới này đổ lên, dưới này đổ lên, dưới này đổ lên, dưới này đổ lên. Mày không được đi ai, không được đi ai. Đụng mẹ mày. Không có gì đâu mà lượng. Mẹ mày chết tiệt. Đó là đang chiến tranh rừng. Bảo lắm. Để quay lại. Lê đánh nó lắm, Lê này gặp để sợ chứ, gặp em không chịu nghe em sợ. Trời ơi! Lê nó gặp đụng em không chịu nghe em sợ. Nó nhỏ bên đây nè. Đâu má đánh em không chịu nghe có ai đâu sợ. Đâu mà, em đủ chuyên nghiệp rồi mà. Cái đồ mà tập trung cái con đi. Phải đánh được 06 bây giờ, phải nói người ta chết rồi. Đây nè. Đó mới cho tao kìa nè. Trời ơi, trời cắm mắt. Hai bảo ơi, chạy đây bảo. Xuống à. May đồ mới là được cái em đậu. Ủa chết mẹ đó. Thằng lồn kia nó con không mà nó cứ thế là đừng có lên lùi. Có bó lại có mạng gì thì em có chịu à. Tại kia nó kia đánh được không em. Để phải thằng kia nha, thằng lồn, lồn đi nó non, xử lý non quá. Sợ anh đi. Lồn kia nào kia đánh được đó đó. Đâu mẹ đánh sợ anh đi em đánh gì. Để rốt cuộc giang lồn nào. Do mà. Giang lồn kia có căng rồi. Lồn lé rồi chị. Đồ cái lồn không biết nữa. Rồi té, rồi xỉu nhưng không ai quan tâm nổi hết.
ai cũng bóp cho. Đồ mày thất bại mà từ khi mình từ bỏ mà cố gắng. Có không? Không có một cú đỡ nào dành cho đội. Không có một cú đỡ nào dành cho đội. Bỏ nó lái ra luôn. Không ai đâu nét cú nào luôn. Không một hàng mặt lồn nào luôn. Không có đội hết. Đậu điệu. Mẹ mày như thế thì đậu điệu. Đánh non quá lẽ sợ. Cái thì đâm không à. Đủ nó câu kéo hết cho anh em rồi đội rồn nữa. Ra có rồi nha. Phải chi thì không ai trận đấu gì đâu hết rồi. Đủ má. Biết rồi chết rồi. Cảm ơn Minh Chiết nha. Cảm ơn Minh Chiết nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn Minh Chiết. Minh Chiết ơi cứu anh ba một hai triệu. Anh ba tỉnh táo rồi Minh Chiết ơi. Cứu con kìa 2 triệu rồi. Ai cứu anh ba một hai triệu đỡ cho anh ba một con chó thì cái bên đâu. Để cho anh ba có thể phỏng vấn với tài năng kinh tiếp tục trận đấu với anh ba mạnh mẽ hơn nữa. Còn người bạn. Anh ba bị mạng này còn thích mọi người. Mọi người thua cái được mà mình sẽ có cái sai. Tôi nghĩ mẹ nhà mày. Mọi người đừng làm nhục tim của mọi người đó. Mọi người nhớ ghét ghét thì mà để có game 3 giúp anh Trung một cái để cho anh Trung được khỏe anh hai chuyển tới là lần chính với trận đấu. Rồi, nó có nổ mà. Anh Trung lại mọi người. Lên 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 lên. Anh Trung lại mọi người ơi. Làm ơn, xua đi để có game 3. Không có đồ gì được, nhà sẽ nổ mới thua. Đồ cũng nằm xuống cho anh em đứng lên rồi. Để có dạy hả? Cho nó làm trước, cho nó làm gì để làm trước. Trời ơi, đánh vậy mà vô game được cũng hay á Như. Để đánh vậy mà đánh cho game được cũng hay á. Không còn gì nhục nhã hơn. Nó đánh vậy mà đủ má, mày ta được chứ. Nó tự đánh ra tự thua à. Nó rùa. Mình nghĩ cái pha bên ta vừa rồi là nó rùa. Đã tuyên bố đê đi tuổi lồn. Gương mặt cực kỳ nhục nhã của một người tuyên bố đê đi tuổi lồn. Lộn đó, lộn đó, lộn đó. Có đây nè, có đây nè đó. Có cái gì giết được. Lộn này luôn, lộn này luôn. Lộn luôn, lộn luôn. Cho
chua vô từ đất đi chứ. À, sợ dây chua. Cái này một lần rồi. Đã thuộc về các thành viên của team với TT1, team Levi và Đệ 1 rồi. Cảm ơn mình trình biết cho các bạn nha. Hẹn từng sau à, ok, hẹn từng sau nha, nhớ cái từng sau nha, mình biết rồi. Nhớ từng sau mình biết rồi. Cảm biết rồi, biết rồi nè. Tao luyện cái đoạn cái là chụp tiền nha. Tao luyện cái đoạn cái bắt em vô tao liền nha. Nè, tao luyện cái gần năm hàng nè. Tao luyện gần năm hàng nè. Chết đéo con rồi. Chứ ai coi chứ đa con hả? Anh chắc là đời quá, đánh vậy hỏi bên em biết lý do tại sao mà hạng 7 rồi đó. Đưa một support vậy xong đồ má mày à. Nguyên thì kêu là bà mày giao kiếp. Chúng ta sẽ thua là giao liên không à. Em ba. Đúng rồi, Ly đánh lao trình quá. Cái này chịu rồi. Thôi đủ máy ngồi dán rồi.